Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo sau là phần thông bạch của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại. Chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Trường Minh tuyên đọc. Phật đản 2553 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Liên Châu, văn phòng điều hợp chùa Khánh An ở Pháp Quốc. Thông bạch Phật đản 2553. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử, Phật giáo đồ trên toàn thế giới đang hân hoan đón mừng kỷ niệm lần đản sanh thứ 2633 của Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ, Nepal bây giờ. Đức Phật thì hiện vào đời theo kinh Pháp Hoa Lạc, mở bày cho chúng sanh vào trí kiến Phật và vì sự an lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên ngày Phật đản đối với mọi người có Phật khắp năm châu là ngày cứu khổ độ mê, ngày mở ra cho nhân loại một vần hồi mới, đó là từ bi vô biên và trí tuệ vô thượng. Với từ bi, ngày nay đạo Phật đã hiện diện khắp năm châu, riêng tại châu Âu, Úc Châu, Mỹ Châu, Phật giáo được truyền đến từ hơn 200 năm qua, ảnh hưởng không ít vào nền văn minh vốn dĩ có mặt từ lâu đời ở đó. Càng ngày, giáo lý Phật đã càng bén rễ sâu hơn và đắm chồi tươi hơn trong đời sống tâm linh và tri thức của mọi tầng lớp xã hội, từ những học giả trí thức cho đến những tầng lớp bình dân ở những miền đất mới này. Bác học Albert Einstein, cha đẻ học thuyết tương đối, từng tuyên bố rằng Phật giáo không cần thẩm định lại giá trị khoa học của mình nữa, vì giáo lý của đạo Phật đã bao trùm lên cả lĩnh vực khoa học rồi. Cũng chính nhà bác học này ở lần khác khẳng định thêm, sau thế kỷ 21 là những thế kỷ mà Phật giáo sẽ được phát triển. Những người Phật tử đến từ Á Châu như chúng ta sao không khỏi sung sướng khi nghe những nhà khoa học thực nghiệm tuyên bố những tin vui này. Với trí tuệ, đạo Phật mang đến cho nhân loại giá trị đạo đức vô cùng ý nghĩa và thiết thực. Chỉ cần tư duy đến những định nghĩa bình thường, Phật giáo là giác chứ không phải mê, pháp là chánh chứ không phải tà, tăng là tình chứ không phải ô nhiễm. Chúng ta đủ thấy tam bảo là phước điền, để cho chúng sanh có thể nương vào và từ đó có thể trượng dược tâm lành của mình khi thực hiện con đường đi đến giác ngộ.
Kính thưa liệt quý vị, thật đớn đau không thể kể xiết mỗi khi chúng ta hướng về nơi xa xôi nửa vòng trái đất kia. Trên đất nước Việt Nam, các tôn giáo nói chung và nói riêng Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn còn bị nhà nước ngăn chặn, không cho tự do hoạt động. Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vì lãnh đạo tối cao vẫn còn bị quản chế, chưa được tự do đi lại để lèo lại con thuyền giáo hội. Bàn tay ban tôn giáo nhà nước vẫn còn can thiệp quá sâu vào nội kinh Phật giáo để tìm cách đánh phá lâu dài giáo hội Việt Nam, Phật giáo Việt Nam. Đành rằng trong chính phủ của các nước tự do ở phương Tây vẫn có ủy ban tôn giáo, nhưng họ chỉ làm tròn công việc giúp đỡ và hướng dẫn tôn giáo độc lập phát triển, hoàn toàn không chi phối tôn giáo như chính quyền đương tại ở quê nhà. Hơn thế nữa là người Việt Nam, không ai trong chúng ta không nghẹn ngào khi vì lãnh thổ quê hương bị xâm chiếm, lãnh hải Hoàng Sa, Trường Sa bị chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh lấn áp. Gần đây nhất, chính phủ đương quyền còn ngang nhiên bán cả cao nguyên Trung Phần cho bá quyền Trung Quốc khai thác quặng bauxit. Không ngại lâu hậu quả, đất nước hết tài nguyên, môi trường bị phá hủy và nguy cơ bệnh tật tai ương xuất hiện tăng trưởng. Trước thảm cảnh đau thương này, chúng tôi xin kêu gọi chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử ở trong nước và hải ngoại cất lên tiếng nói từ trái tim vì đạo và tấm lòng yêu nước của mình, và phát tâm thực hiện những điều sau đây để kính mừng Phật đản năm nay. Thể hiện tinh thần từ bi và trí tuệ trong mọi sinh hoạt của giáo hội, từ chư tăng đến Phật tử, gia đình Phật tử, vân vân. Cầu nguyện cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà sớm được tái hoạt động chính thức như trước năm 1975. Hãy dóng lên tiếng chuông từ bi và kiện trọng bát nhã để tỉnh thức nhà nước Việt Nam đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân. Đừng quên nội nhục mất nước vì ngoại xâm, cho dù xâm lược dưới bất cứ hình thức nào, chính trị hay kinh tế. Cầu nguyện mọi chúng ta sống tròn vẹn niềm tin trong chánh pháp với bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự, để cùng bảo đền ấn đức cao dày của Đức Phật. Kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho tôn đức Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ và quỹ đạo hữu Phật tử cùng tất cả mọi người, mọi chúng sanh hướng một mùa Phật đản an lành trong ảnh từ quang của Đức Phật. Thay mặt ban điều hợp giáo hội Phật giáo Việt Nam Liên Châu, chánh văn phòng Hòa thượng Thích Minh Tâm ẩn kỷ